đọc sách tự truyện của Putin, Trump hoặc của Mike Tyson, chứ sách về người Việt Nam có gì đáng đọc? Hôm 23 tháng 5 vừa qua, Công Vinh ra mắt cuốn tự truyện Phút 89. Trong cuốn tự truyện, ông xã Thủy Tiên kể lại hành trình đến với bóng đá từ khi còn là cậu bé gầy gò, đen nhẻm ở miền quê tỉnh Nghệ An tới lúc trưởng thành, trở thành tiền đạo số 1 Việt Nam. Chia sẻ vui buồn, hờn giận từ khi yêu đến lúc về chung một nhà với Thủy Tiên, Công Vinh cũng hé lộ nhiều góc khuất của cuộc đời danh thủ. Theo đó, tiền đạo đình đám làm bóng đá nước nhà đã tiết lộ sự thật trần trụi của bóng đá Việt qua góc nhìn bản thân. Nhiều sự thật được chân sút họ Lê kể không giấu giếm, từ việc bị cầu thủ đàn anh nổi tiếng ghét ra mặt, đồng đội không chuyển bóng cho mình, cho tới chuyện huấn luyện viên ăn tiền cầu thủ. Vừa lên kệ, tự truyện của Công Vinh đã gây tranh cãi lớn. Những nhân vật được ông xã Thủy Tiên nhắc đến trong cuốn tự truyện đều lên tiếng phủ nhận thông tin mà chân sút họ Lê kể lại. Cầu thủ Tấn Tài khẳng định những điều Công Vinh viết về mình không đúng sự thật, trong khi huấn luyện viên Lê Thụy Hải bày tỏ thái độ giận dữ. Ông cho rằng không một huấn luyện viên nào lại ngu dại đến mức nhận tiền của cầu thủ. Vì lấy tiền rồi thì không nói được nó, có huấn luyện viên nào ngu dại mới không cho cầu thủ hay đá, vì nếu đội thua chỉ cần 3 nốt nhạc là mất việc, chứ không có cầu thủ nào mất việc, huấn luyện viên Lê Thụy Hải nói rõ. Ngoài những nhân vật liên quan trong giới sân cỏ, các ngôi sao trong làng giải trí cũng bày tỏ quan điểm riêng, ca sĩ Duy Mạnh phân vân. Tôi đọc sách tự truyện của Putin, Trump hoặc của Mike Tyson, chứ sách về người Việt Nam có gì đáng đọc? Trong khi Pha Lê, tình cũ của anh lại từ chối phũ phàng khi nhắc về tự truyện của Công Vinh. Trước những luồng yêu ghét trái chiều cả trong và ngoài giới bóng đá, ông xã Thủy Tiên lên tiếng. Trong tự truyện này, tôi chẳng nói ai là người xấu mà chỉ kể lên những sự cố riêng của bản thân tôi dưới góc nhìn của riêng tôi. Vì thế, không thể nói tôi nói xấu ai hay dìm hàng ai được. Chẳng ai đi đánh giá một người nào đó xấu vì họ không thích một ai đó cả. Tôi thừa nhận đó là thất bại của tập thể, cũng là thất bại của tôi, vì tôi cũng là một phần của tập thể. Sách được kể với giọng văn rất nhẹ nhàng, bình thản về những câu chuyện hỉ nộ ái ố mà tôi đã trải qua theo góc nhìn và cảm nhận của riêng của tôi. Sẽ có những hiểu lầm vì sự cắt xén rồi chửi bới, nhưng tôi cũng đã thừa nhận trong cuốn sách này là tôi chẳng là ai cả, vì ai trong chúng ta rồi cũng phải chết. Dance be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet. For all lang syne. For all lang syne, my dear. A cup.